Jennie Blackpink đóng vai phản diện trong bộ phim đầu tay The Idol. Tuy chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào về vai diễn của Jennie trong bộ phim, nhưng qua teaser fan có thể suy đoán được phần nào tính cách nhân vật mà Jennie đảm nhận. The Idol là một bộ phim kể về chuyện tình của ca sĩ nhạc pop tên là Jocelyn, do Lily Rose Depp thủ vai và lãnh đạo một giáo phái bí ẩn do The Weeknd thủ vai. Ở hai đoạn teaser đầu tiên chỉ mới hé lộ tạo hình cơ bản của Jennie, nhưng bắt đầu từ teaser 3, nữ idol đã xuất hiện nhiều hơn và có vẻ như sẽ trở thành nhân vật tạo nên nút thắt quan trọng của The Idol. Ngoài những phân cảnh mới ấn tượng trong teaser 3, có phân đoạn giọng nói của The Weeknd vang lên, Los Angeles là nơi mà tất cả những con quái vật trên thế giới tập trung. Đừng tin vào ai cả, sau đó xuất hiện hình ảnh Jennie. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu Jennie có thật sự vào vai phản diện hay không. Nếu đúng như theo gợi ý của đoạn teaser trước thì có lẽ Jennie sẽ vào vai nữ idol tinh quái, là quái vật mà The Weeknd nhắc tới. Dù chỉ là suy đoán nhưng các fan của Blackpink cũng vẫn rất nôn nóng với sự xuất hiện đầy bí ẩn và quyến rũ lần này của Jennie.